Mỗi loại sữa rửa mặt thường có một tác dụng riêng biệt, nó phù hợp với từng loại da. Nên khi lựa chọn mua sữa rửa mặt thì bạn nên tìm hiểu da của mình thuộc loại da nào, rồi sau đó tìm hiểu loại sữa rửa mặt nào sẽ hợp với da bạn và loại sữa rửa mặt đó có tác dụng gì nổi bật mà bạn đang mong muốn hay không nữa. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời của sữa rửa mặt Simple Đình Đám nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tác dụng phải kể đến đầu tiên là sữa rửa mặt Simple giúp làm sạch các bụi bẩn, tế bào chết trên da. Nước có thể rửa được các bụi bẩn bám trên bề mặt của da, nhưng nó không có khả năng làm sạch hết các chất bẩn, tế bào chết nằm sâu bên trong làn da. Nếu chỉ dùng nước để làm sạch da mặt, về lâu dài, các lớp da chết, chất bẩn sẽ tích tụ, làm thay đổi kết cấu da, khiến da thô ráp, không mềm mịn. Để đánh bay các chất bẩn, tế bào chết từ trên bề mặt cho tới bên trong của da một cách toàn diện, hiệu quả, bạn cần sử dụng sữa rửa mặt. Chọn đúng sữa rửa mặt dành cho loại da của bạn, nó sẽ giúp da trắng đẹp, căng tràn sức sống. Tác dụng thứ hai khi sử dụng sữa rửa mặt Simple là giúp thu gọn lỗ chân lông. Lỗ chân lông to, nguyên nhân thường là do da bị dầu, thiếu nước, cũng có thể là do bạn nặn mụn, xông hơi thường xuyên, do di truyền. Để thu gọn lỗ chân lông, tăng nét đẹp cho khuôn mặt, có khá nhiều cách nhưng cách đơn giản và phổ biến nhất là sử dụng sữa rửa mặt Simple. Trong sữa rửa mặt Simple có chứa nhiều dưỡng chất giúp da bớt dầu, da mềm mịn, khỏe đẹp, lỗ chân lông thu nhỏ. Tác dụng thứ ba của sữa rửa mặt Simple là giảm mụn. Dùng sữa rửa mặt đúng cách, da được làm sạch hiệu quả, ngăn ngừa mụn và nguyên nhân gây mụn. Với người đang bị mụn trứng cá, dùng sữa rửa mặt sẽ giúp da sạch và giảm khả năng bị viêm nhiễm do tác động từ các điều kiện môi trường ở bên ngoài. Ngoài ra sữa rửa mặt Simple còn giúp cho da dễ hấp thụ các chất dinh dưỡng hơn. Bên cạnh công dụng loại bỏ chất bẩn, tế bào chết cho da sạch đẹp thì sữa rửa mặt còn giúp cho da dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da khác mà bạn sẽ sử dụng sau khi rửa mặt. Nếu trực tiếp dùng sản phẩm chăm sóc da mà không trải qua bước rửa mặt, da của bạn sẽ bị lớp bụi bẩn, tế bào chết cản trở việc hấp thu dưỡng chất và bạn sẽ không đạt được hiệu quả chăm sóc da tối ưu. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.